Dạ, em xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Ngân Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay đó là ngày 29 tháng 2 2020 rồi các bác. Và hiện tại bây giờ đã khoảng tầm 4 rưỡi 5 giờ chiều rồi. Thì phía trước các bác cùng với mọi người là hôm nay bên em có về được gồm một ít các loại lan rừng của khu vực rừng Kon Tum. Và tổng cộng của hôm nay của em gồm có được là 3 loại. Thì đầu tiên đó là lan bạch xã hay còn gọi là bạch ngọc các bác. Thì lan bạch xã này thì em có được là gồm là 2, 4, 5 phần. 5 phần lan bạch xã và 1 phần lan hoàng thảo trinh bạch và 1 phần lan hoàng thảo vạch đỏ và 1 phần lan hải táo. Thì lan bạch xã là một loại lan mà cực kỳ là quý hiếm nha các bác. Rất ít khi về. Đấy. Và hoàng thảo trinh bạch, đấy, một loại hoa lan mà cho ra hoa rất chia đẹp luôn. Và lan hoàng thảo vạch đỏ thì là một trong những cái loại mà thuộc vào dòng quý hiếm và có nguy cơ là bị tuyệt chủng nha các bác. Thì hôm nay em có đúng có một phần thôi và một phần lan hải táo. Thì để không mất nhiều thời gian của các bác cùng với mọi người là em sẽ xin phép giới thiệu và báo giá từng loại một nha. Thì đầu tiên hôm nay là em có một cái bụi bụi lan bạch xã. Thì cái bụi số 1 này hình một bụi lan bạch xã này có giá là 600 nha các bác. Bụi này rất chìa to. Đây, lại nhìn xem. Cái này về các bác đặt nguyên cả vào chậu thôi. Đây, bám các gốc cây này, gốc cây rừng này. Đây. Bụi này ước chừng phải tầm 4-5 kg các bác. Đấy, này, đang cả gốc cây rừng này. Rất chia đẹp. Đấy. Cái vòi hoa của nó ra thì đây bác, cái vòi hoa ra này thì bị gãy mất rồi. Đấy. Đấy. Thì đây là bụi số 1 lan bạch xã nha các bác. Còn gọi là bạch ngọc, bụi cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Thì bụi số 1 lan bạch xã này có giá là 600 nha các bác. Đấy. Một bụi rất chìa to. Đấy. Rồi, em sang bụi số 2. Thì bụi số 2 của điện của lan bạch xã này là một cái bụi cũng rất chìa to luôn các bác. Bụi này phải tầm 3 kg, 3 kg rưỡi. Đây. Thì đây là cái bụi số 2. Bụi số 2 nó có cả mấy cây lộng đến các bạn này. Đây. Mấy cây lộng. Thì bụi số 2 này là một cái bụi có giá là 500 nha các bạn, 500 cho cái bụi số 2. Đấy. Bụi số 2 không đẹp bằng cái bụi số 1. Đấy, thì bụi số 2 lan bạch xã có giá là 550. À 500. Bụi số 2 có giá là 500. Và sang hình số 3, hình số 3 của lan bạch xã thì là có giá là 350 nha các bác. Trong đó là nó có một bụi này. Một bụi. Hai bụi. Và ba bụi. Đấy, ba bụi cho hình số 3 lan bạch xã có giá là 350. Và hình số 4 của lan bạch xã thì là cũng có giá là 350 luôn nha các bác. Thì nó có là một cái bụi rời nhỏ này. Hai bụi này. Và ba bụi này, bụi lớn này. Đấy, đây là lan bạch xã nha các bác. Thì đây là hình số 4 có giá là 350 luôn. Và em sang hình số 5, hình cuối cùng. Một cái hình lan bạch xã cực kỳ đẹp này, gốc vàng này các bác. Đấy, các bác nhìn xem, gốc vàng cực kỳ đẹp nha. Thì cái bụi số 5 của lan bạch xã này có giá là 350 luôn nha các bác. Đây, bụi số 5 lan bạch xã này có giá là 350. Đấy, đây là hình số 5, hình số 5 lan bạch xã. Hình số 5 có giá là 350. Một bụi cực kỳ đẹp, thân vàng này các bác này. Thân vàng cực kỳ đẹp. Rồi, đấy là loại số 1 lan bạch xã. Thì em sang loại thứ hai, đó là lan hoàng thảo trinh bạch. Thì lan hoàng thảo trinh bạch thì em có một phần. Một phần thì ở một phần lan hoàng thảo trinh bạch này sẽ có giá là 350 cho là một bụi nguyên bản này các bác. Đây, bụi nguyên bản. Đây. Một này. Đấy, bụi cực kỳ to và đẹp các bác. Đấy, đây là bụi số 1. Rễ số 1 của hoàng thảo trinh bạch này, 1 này. Và 2 rễ nha các bác.
đấy, hai này. Thì đây là hai dề cho một phần lan hoàng tháo trinh bạch có giá là 350. Rồi tiếp theo là em qua loại thứ ba, đó là lan hoàng tháo vạch đỏ, một loại quý hiếm và đã được ghi vào trong sách đỏ của Việt Nam mình vào năm 1996 nhé các bạn. Thì ở đây em có một phần nó cực kỳ nhiều luôn đấy, và một phần lan hoàng thảo vạch đỏ cũng có giá là sẽ có giá là 350 nhé các bạn, 350 cho một phần lan hoàng thảo vạch đỏ cực kỳ nhiều luôn. Em đếm thử số dề này, một dề này, hai dề này, ba dề này, bốn dề này, năm dề, sáu dề, bảy dề, tám dề, chín dề, mười dề, mười một dề, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm dề đấy. 15 dề cho một phần lan hoàng thảo vạch đó có giá là 350. Và tiếp theo là em sang loại cuối cùng, đó là lan hài táo, một loại lan mà cho hoa cũng cực kỳ đẹp luôn nha các bạn, đang có nụ này nhưng mà bị gãy mất rồi. Thì một phần lan hài táo như thế này sẽ có giá là 300.000, trong đó là nó có một bó này, hai bó này, ba bó này, bốn bó này, năm bó, 6 bó. Đấy, 6 bó cho một phần lan hải táo có giá là 300 luôn các bạn. Đấy. Thì đấy là tổng cộng là 4 loại lan của em vào chiều ngày 29 tháng 2 hôm nay nha các bạn. Có gì các bác và mọi người cứ liên hệ đến số điện thoại của em để tin tiêu đề và lựa cho mình những phần lan và loại lan mà mình muốn sưu tầm nha các bạn. Rồi bây giờ em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác và mọi người vào các clip tiếp theo.